ưa tịch tịnh bỏ ồn náo thân tâm an vui tự nhiên sanh diệu lạc giống như người tu hành nhập vào định thứ ba lại có thắng tuệ tự nhiên hiện tiền tất cả đều nghĩ như vậy bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ xa lìa phóng giật tu hành phạm hạnh từ bi hỷ xả với các loại hữu tình không làm đau khổ cho nhau há không tốt đẹp hay sao Bấy giờ Đức Phật ngồi nơi tòa sư tử với ánh sáng thù thắng oai đức vòi vọi rực rỡ che khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới và hằng hà sa số thế giới quốc độ của chư Phật trong mười phương khác làm cho núi Tô Mê Lô, núi Luân Vi vân vân và tất cả cung điện của rồng thần trời cho đến cõi trời tịnh cư đều không hiện giống như trăng tròn mùa thu trói sáng các vì sao giống như nắng mùa hạ làm mất đi các màu sắc giống như núi rượu cao sơn vương có bốn đại bóng che lấp cả núi khác và đã mất đi màu sắc sáng rỡ của các núi ấy đức phật dùng thần lực hiện trở lại sắc thân cũ làm cho tất cả hữu tình trong ba ngàn đại thiên thế giới đều thấy khi ấy vô lượng vô số chúng trời tịnh cư trong ba ngàn đại thiên thế giới dưới đến cõi tứ đại vương chúng thiên ở dục giới và tất cả người chẳng phải người vân vân khác đều thấy như lai ngồi tòa sư tử có oai đức ánh sáng rực rỡ giống như núi vàng ròng tất cả đều vui mừng khôn xiết chưa từng có và đem các loại hương hoa vòng hoa hương xoa thượng diệu và y phục anh lạc tráng phan bảo cái kỹ nhạc và vô lượng các loại hoa ở cõi trời hoa sen xanh hoa sen đỏ hoa sen trắng hoa sen thơm hoa sen vàng hoa sen hồng hoa cây bằng vàng bạc và lá thơm cùng các loại hoa mọc trên đất, dưới nước, đi đến chỗ Phật dâng cúng dường và giải trên Phật. Do thần lực của Phật nên tất cả hoa, vòng hoa vân vân cùng tung lên hư không kết lại thành một đài hoa sáng bằng ba ngàn đại thiên thế giới. Thòng xuống nào hoa trời, bảo cái, tràng phan, chuông báu lụa màu đỏ trang sức rất là đẹp mắt. Lúc ấy cõi Phật này được trang nghiêm vi diệu giống như thế giới cực lạc ở phương Tây. Ánh sáng của Phật chiếu rực rỡ ba ngàn đại thiên. Tất cả Phật trong hư không đều là màu vàng ròng. Hằng hà xa thế giới chư Phật trong mười phương cũng đều như vậy. Bấy giờ ba ngàn đại thiên cõi Phật này nhờ thần lực Phật mà tất cả trời người đều thấy Phật đang ngồi trước mặt mình và cho là như lai chỉ nói pháp cho riêng mình. Lúc này Thế Tôn ngồi ngay nơi tòa vui vẻ mỉm cười. Từ miệng phóng ánh sáng lớn chiếu khắp ba ngàn đại thiên cõi phật và hàng hà xa số thế giới. khi ấy tất cả hữu tình trong ba ngàn đại thiên thế giới cõi phật này nhờ vào ánh sáng của phật <laughs>